Linh kiện cuối cùng mỗi khi các bạn tự xây dựng cho bản thân một dàn máy ở nhà đó là gì? Có thể là chuột gaming này, tai nghe, ghế gaming hoặc thậm chí là một mẫu màn hình thực sự phù hợp so với nhu cầu cá nhân. Nhu cầu thì cũng có nhiều, thế nhưng chúng mình sẽ cụ thể lại là nhu cầu chơi game. Lúc này thì lựa chọn cá nhân sẽ xoay quanh việc là bạn cần một mẫu màn hình như thế nào, kích thước tấm nền và tần số quét là bao nhiêu. Mới gần đấy tiêu chuẩn thì một màn hình thông thường muốn đáp ứng được hoàn hảo hết những tiêu chí là vô cùng khó. Thay vào đó là chúng ta có thể chọn những mẫu màn hình gaming đáp ứng được những nhu cầu và những cái tiêu chuẩn hoàn hảo thì không, nhưng đủ dùng thì có. Một trong những mẫu màn hình mà mình muốn nhắc tới trong video ngày hôm nay là Gigabyte M32U, có thể đáp ứng được rất nhiều nhu cầu như vậy. Đầu tiên là về mức giá của sản phẩm sẽ là hơn 1.000 đô, cụ thể là hơn 25 triệu đồng. Về mặt lý thuyết thì đây là mức giá khá cao so với mặt bằng chung túi tiền của game thủ. Thế nhưng chúng ta hãy tập trung vào những cái thông số theo kèm, liệu là cái mức giá hơn 1.000 đấy có xứng đáng cho mẫu màn hình gaming để chúng ta có thể sở hữu hay không. Ngay từ cái tên M32U cũng đã cung cấp cho chúng ta thông tin về kích thước của sản phẩm lên đến 32 inch, chính xác nhất là 31.5 inch. Kích thước này thực sự là rất to so với nhu cầu chơi game, nhưng lại hữu dụng nếu như các bạn sử dụng để làm việc, ví dụ như là Photoshop edit video. Và để có thể đáp ứng được cái kích thước lớn như vậy thì độ phân giải của sản phẩm cũng là rất cao, khi mà hỗ trợ lên tận là 4K. Tấm nền được trang bị là IPS thì với thông số đo đạc ở trên giấy tờ cũng như đã cung cấp thì đạt tới 90% giải màu DCI-P3 và 89% giải màu Adobe RGB. Về độ sắc nét là không cần phải bàn cãi. Ở kích thước sử dụng thông thường thì những chi tiết về icon hay chơi game là cực kỳ sắc nét, chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy những cái điểm ảnh được. Tuy nhiên, khi nhắc đến yếu tố chơi game, đây là điều quan trọng nhất của cái mẫu màn hình này. Kích thước lớn, độ phân giải cao lên 4K và tần số quét các bạn nghĩ sẽ là bao nhiêu? 60Hz à? Không, tần số quét lên đến là 144Hz với độ trễ là 5mm G2G, tức là gray to gray ấy. Còn chúng ta nếu mà cầm thông số nghe ấn tượng hơn thì sẽ là 1mm MR gì đấy, không nhớ lắm. Thì sẽ có một số bạn thắc mắc là tại sao tần số quét lại chỉ dừng lại ở 144Hz mà không phải tần số quét cao hơn, khi mà mức giá của sản phẩm lên đến là hơn 25 triệu đồng. Bởi vì mình nghĩ đó chính là yếu tố thực tế của sản phẩm. Bởi vì rất ít những tựa game hiện tại có thể vượt qua được 144Hz ở độ phân giải 4K. Đồng ý là những cái tựa game mobile nhẹ nhàng như Liên Minh Huyền Thoại này hoặc là CSGO thì có thể vượt được cái mức FPS đấy. Thế nhưng các bạn mua mẫu màn hình này về nếu chỉ chơi được hai tựa game đấy thì với 144Hz thì mình nghĩ vẫn cứ là một trong những cái tần số quét rất tốt. Còn khi các bạn chơi game offline thì đấy nó sẽ khá là dở hơi đấy, khi bạn nghĩ xem các bạn sử dụng mẫu màn hình 4K tần số quét là 240Hz đi nhưng các bạn chơi game chỉ được khoảng hơn 100fps thôi, thì gần như chúng ta đang lãng phí những cái khoản tiền mà chúng ta bỏ ra. Các công nghệ khác liên quan đến trải nghiệm cơ bản như là AMD FreeSync, nếu như tần số quét của các bạn là 144Hz thì những cái tựa game các bạn chơi có fps quá cao, ví dụ như là CS:GO, thì để sử dụng được cái tính năng này thì các bạn cần phải sử dụng card họa đến từ AMD, hỗ trợ thêm cả display HDR400, iSafe và 10 bit màu. Những công nghệ này cực kỳ thực tế đối với những người thường xuyên sử dụng để giải trí hoặc là xử lý những cái file 10 bit màu. Tuy nhiên thì là có một thứ mình thấy nhiều người không quan tâm lắm, đó chính là về phần loa. Đối với những mẫu màn hình thông thường, các bạn sẽ gần như không bao giờ quan tâm đến những cái loa của sản phẩm, hoặc thậm chí nhá là những cái jack tai nghe các bạn cũng bỏ qua luôn. Thế nhưng cái sản phẩm theo kèm của Gigabyte có loa luôn, và thậm chí là hai loa 3W. Nếu mà để chọn một từ miêu tả thì theo như mình, chất lượng sẽ đủ để cho chúng ta nghe cảm nhận, hay mà gọi một cái từ ngữ bình thường người ta hay nói ấy, là chống điếc. Thì cái loa đây là giúp những cái yếu tố liên quan đến, các bạn bảo màn hình của bạn có loa không? Có, màn hình của mình có loa, thế nhưng mà loa bao nhiêu thì mình không nói đâu. Tất nhiên thì chúng ta cần phải kể đến những yếu tố bên ngoài, hay cụ thể là hình thức thiết kế của sản phẩm. Vốn dĩ có một cái thân hình rất là to lên tận 32 inch, và cái thiết kế của sản phẩm phải cực kỳ chắc chắn thì mới có thể đỡ được cái màn hình như vậy. Thì cái chân đế của sản phẩm được thiết kế theo chân đế hình chữ V, và theo cảm quan đánh giá cá nhân của mình thì đây là một trong những chân đế vô cùng chắc chắn. Các bạn có thể xoay trái, xoay phải này, nâng lên, hạ xuống bằng một tay cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không thể nào xoay dọc được sản phẩm. Và nếu như bạn muốn xoay dọc sản phẩm ra thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng những cái chân V xa, thì qua đấy sẽ giúp các bạn làm việc ấy, chúng ta được gọn gàng hơn. Cái này tùy nhu cầu và mục đích sử dụng thôi. Và những cổng kết nối thì theo kèm cũng cực kỳ ấn tượng, khi mà chúng ta có tổng cộng là 3 cổng USB Type-A, 2 cổng HDMI, DisplayPort, rất nhiều để chúng ta có thể sử dụng những thiết bị đời mới. Quay trở lại yếu tố ai sẽ là người mua những mẫu màn hình lên đến 25 triệu đồng. Theo mình thì là bạn là một người dùng cơ bản, nếu như bạn yêu thích hãng Gigabyte, ok, chúng ta hoàn toàn có thể quất luôn M32U này về. Còn khi mà các bạn là một người dùng nâng cao một chút thì để có thể gọi là dùng màn hình là vừa chơi game này vừa làm việc, thì cái cấu hình mà các bạn có thể đáp ứng được cái mẫu màn hình này
cũng phải khá cao. Thông thường thì những người mua những cái màn hình mà lên đến tận 25 triệu đồng thì họ sẽ không quan tâm lắm về vấn đề về giá, cho nên lời khuyên là hơi thừa thãi. Vậy thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Các bạn đánh giá sao về màn hình 32 inch 4K đến từ Gigabyte? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới một bình luận. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.